Jackie Bong xin kính chào quý vị. Ở tuổi 82, Thượng nghị sĩ John McCain vừa nằm xuống thì được công dân Mỹ thương tiếc như là một anh hùng dũng cảm, luôn phục vụ tổ quốc và phụng sự dân chúng Mỹ trong 30 năm qua tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ông dàn xếp thỏa thuận giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ để giải quyết những vấn đề của đất nước. Ông thúc đẩy sự thay đổi và đẩy mạnh nhân quyền toàn cầu. Cả thế giới ngưỡng mộ ông và vinh danh ông. Ông cũng là một ân nhân kỳ cựu đối với cộng đồng người Việt tị nạn. Ông hỗ trợ cho cựu tù nhân cải tạo với chương trình HO, giúp tài trợ cho chương trình thuyền nhân và chương trình còn lại. Ông trợ giúp họ được định cư tại Hoa Kỳ, cũng như binh vực và bảo vệ những nhà đối kháng sống dưới chế độ cộng sản. Ông McCain nối dõi truyền thống trong gia đình, gia nhập Hải quân Mỹ sau khi cha ông và ông nội cùng giữ chức vụ đô đốc Hải quân. Khi còn là phi công Hải quân, máy bay ông bị bắn rơi tại Hà Nội năm 1967 và ông bị thương gãy tay và gãy chân. Ông bị giam trong 5 năm tại nhà tù Hỏa Lò, được gọi là Hà Nội Hilton. Tuy ông bị Cộng sản Hà Nội hành hạ đánh đập và đâm vào ngực, ông vẫn bền chí, không muốn ra tù sớm mà đợi đến hết hạn như các bạn tù Mỹ khác. Sau khi trở về Hoa Kỳ, ông ra tranh cử và được bầu vào Hạ viện năm 1986. Ông cũng được bầu vào Thượng viện suốt 6 nhiệm kỳ cho đến khi ông qua đời. Lãnh đạo khối đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell có lời khen như sau: cả nước Mỹ để tang thương tiếc một nhà ái quốc vĩ đại, một nhà chính trị lão thành, người đặt đất nước trên hết và đã đóng công xây dựng định chế này thêm tốt hơn trong những năm ông tận tụy phục vụ. Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi ông McCain là một người tranh đấu không bao giờ mệt mỏi cho một liên minh vững mạnh xuyên Đại Tây Dương. Tầm quan trọng của ông đã vượt xa khỏi đất nước của chính ông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Hà Nội bà Thu Hằng nói: đối với cả chính phủ và người dân Việt Nam, Thượng nghị sĩ McCain là một biểu tượng của thế hệ nghị sĩ, cựu binh sĩ chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Theo CBS News, trước khi qua đời hôm 25 tháng 8, Thượng nghị sĩ có nhắn tin là mời hai cựu Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Obama, từng là đối thủ với ông, đọc điếu văn trong tang lễ tại Thánh đường Quốc gia Washington vào ngày 1 tháng 9 này. Nhưng ông có nhắn là không mời Tổng thống Trump tham dự tang lễ của ông, cho nên Phó Tổng thống Mike Pence sẽ đến dự và lễ an táng sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 9 tại Nghĩa trang của Học viện Hải quân. Dù cùng là một đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ McCain có một mối hận với nhau khi Tổng thống không nhìn nhận Thượng nghị sĩ là anh hùng chiến tranh mà còn chỉ trích nữa. Tổng thống rất tức giận khi Thượng nghị sĩ bỏ lá phiếu cuối cùng chống lại dự luật bảo hiểm sức khỏe của Tổng thống Trump. Trong bài diễn văn cuối cùng tạm biệt được ông Rick Davis, cựu quản lý ban vận động tranh cử Tổng thống của Thượng nghị sĩ, đọc tại Điện Capitol của tiểu bang Arizona hôm 27 tháng 8, có tính cách mỉa mai Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ viết: chúng ta đã làm sự vĩ đại của nước Mỹ yếu đi, trông thấy khi nhầm lẫn lòng yêu nước với sự thù địch mang tính bộ lạc, điều đã gieo rắc oán hận, phẫn nộ và bạo lực trên toàn thế giới. Thượng nghị sĩ tiếp tục viết: chúng ta làm nước Mỹ yếu đi khi chọn cách trốn đằng sau những bức tường, thay vì phá vỡ chúng, khi chúng ta nghi ngờ quyền lực của những lý tưởng, thay vì tin tưởng chúng sẽ là sức mạnh to lớn thúc đẩy cho sự thay đổi, điều vốn dĩ là bản chất. Phải đây cũng là những lời nhắn nhủ quý báu cho tất cả cử tri của chúng ta không? Jackie Bong xin kính chào quý vị.